Thanh niên đang là lực lượng lao động chính và mang tính quyết định đến sự phát triển của đất nước. Tỉnh Thái Bình có trên 312.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 17,5% dân số. Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, tiêu biểu như triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị số 42 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đoàn thanh niên các cấp đã chủ động sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức 896 hội nghị các cấp triển khai chỉ thị, có 4.125 chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia của 410.873 lượt đoàn viên thanh niên. Phối hợp với các cơ quan báo chí, đăng tải 372 tin bài phóng sự về những tập thể, gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, người tốt, việc tốt. Xung kích trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp với các hoạt động trọng tâm, tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, san lấp, cứng hóa gần 200 km đường giao thông nội đồng, tặng 35 công trình nước sạch, 29 nhà nhân ái, 17 sân chơi cho thanh thiếu nhi, tu sửa 163 nhà tình nghĩa, nhà văn hóa, lắp đặt 275,5 km đường dây điện, 4.115 thiết bị chiếu sáng, xây dựng 15 công trình cấp tỉnh, 87 công trình cấp huyện, 2.795 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở. Thanh niên Thái Bình hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương Thái Bình, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có 15.100 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 8.400 đoàn viên thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, tặng trên 5.000 xuất quà cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 40 buổi đối thoại, giao lưu tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ cấp huyện, mở 40 lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho hơn 6.000 đoàn viên thanh niên. Tuổi trẻ Thái Bình với văn hóa giao thông. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng 186 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông với 3.100 đoàn viên thanh niên tham gia, 48 cổng trường an toàn giao thông với 845 đoàn viên tham gia, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 11 đội tuyên truyền thanh niên lưu động về an toàn giao thông cấp tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt, năm 2017 là năm thứ hai Thái Bình tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông dành cho học sinh trung học cơ sở tại 4 cấp, cấp trường, cấp cụm, cấp huyện và cấp tỉnh đã góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho thiếu niên nhi đồng. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức được gần 15.000 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 76.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, phối hợp tặng trên 87.000 xuất quà, tổ chức 157 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức 95 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 4.241 đơn vị máu. Xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm chú trọng. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 3.257 đợt ra quân vệ sinh môi trường, 217 đợt ra quân vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy, trồng trên 57.000 cây xanh và các loại hoa, xây dựng 755 bể rác đặt tại các xứ đồng, tặng 395 thùng rác công cộng, duy trì hoạt động của 123 tổ thu gom rác thải trên địa bàn dân cư, 131 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường. Tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tuyên dương 437 sinh viên năm tốt, 55 học sinh ba rèn luyện, tiếp sức đến trường cho 6.850 học sinh, trao học bổng cho 723 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Thái Bình đã có rất nhiều tấm gương xuất sắc trong học tập, tiêu biểu như em Trần Hồng Quân đạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế IMO 2014, em Vũ Xuân Trung hai lần liên tiếp đạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2015-2016. Tích cực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn với lãi suất ưu đãi, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp với các tập đoàn lớn để tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 115.000 lượt thanh niên học sinh. Tổng dư nợ vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn đạt trên 200 tỷ đồng cho trên 8.000 hộ vay, trong đó dư nợ vốn giải quyết việc làm là trên 1,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh có một câu lạc bộ lương định của cấp tỉnh, 8 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 236 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã với trên 1.700 thành viên tham gia. Đoàn tham gia xây dựng Đảng chính quyền nhân dân. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt. Trong 5 năm qua, toàn đoàn đã giới thiệu hơn 10.570 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó kết nạp được 6.950 đảng viên, chiếm gần 70% tổng số đảng viên mới được kết nạp toàn Đảng bộ. Qua đó đã góp phần đào tạo, giới thiệu nguồn cán bộ trẻ cho tỉnh. Phòng chống đuối nước, điểm sáng trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân về phòng chống đuối nước cho trẻ em, trang bị cho thiếu niên nhi đồng kỹ năng phòng chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu người khi bị đuối nước. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã mở được 720 lớp dạy bơi miễn phí, 2.830 lớp kỹ năng phòng chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu người khi bị đuối nước, thu hút trên 200.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia. Phát động sâu rộng trong thanh thiếu nhi Thái Bình hát các làn điệu dân ca, đặc biệt là những làn điệu chèo truyền thống. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2016-2017 lần thứ nhất, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Qua đó đã phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nhí của tỉnh Thái Bình, giữ gìn những làn điệu dân ca, đặc biệt là làn điệu chèo truyền thống. Từ năm học 2017-2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Đây là 10 dấu ấn khái quát cơ bản nhất kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2012-2017. Qua đó đã góp phần khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, trước sự kỳ vọng và niềm tin sâu sắc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Nhân dân, với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Thái Bình tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên trong tỉnh sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quyết tâm trở thành lực lượng tiên phong trong học tập, lao động, lập nghiệp, khởi nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng đáng với lời dặn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với thanh niên: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Trong trời xa, vững niềm tin đất nước sang.